đấy. Ở trọ không có thắt nữa không có tiếng thì luôn bạn như thế. Rú á mày, quen ta mới rú thì dễ chịu rú á. Biết rú mà mò hồ môi rồi cho bánh. Biết gì dễ ăn quá. Bữa nay mà pha cũng nhặn với sâu luôn. Đúng vậy. Không có nhặn với sâu thôi. Cần nào có giúp dừng cho tao và báo dừng hơi nào cần như thằng nào con bị ngủ anh chịu nó chỗ nó hằng náo chị mẹ hết đủ rồi nó chết con nước rồi rồi nước tới rồi nước biết má náo hết rồi đài rồi bị chát nước này nước quá thì uống đà ta trời cũng vắng quá nè, mình uống. Cái này Muốn ở cùng người mấy người ta.